Thật ra là anh đang tính nói chuyện với dì chủ, anh với anh Khánh đang bắt đầu vô dẫn vô thế bài rồi. Tới phần thân bài tụi em xuất hiện, dì chủ đi luôn. Không, bây giờ mục đích thay anh là gì, tụi em sẽ thay xin xin bữa cơm thôi. Thách thức ghê chưa? Thôi để em cho. Đây mấy cái chuyện này em quên. Chủ tài trước. Sườn non kho trứng cút và giống có gì đây? Chưa có sườn non, cho em sườn non. Ủa gì vậy? Dạ. Với lại nói vậy nè, tại mấy ảnh đòi ăn chụp, em thấy gì thôi không được. Sao mà đòi ăn mà xin chị bữa cơm vậy được? Rồi em quyết định là không những trả tiền cho chị mà em còn sẽ giúp chị rửa chén luôn. Được không chị? Dạ. Chứ gì chứ mấy anh của em tốt lắm, tốt tính lắm, người coi dễ hiền khô hả? Ok lắm. Hồi nãy em nói chuyện với chị chủ rồi, là em xin đàng hoàng lắm. Chị chủ thấy ok, chị chủ cho thêm cái món thôi. Rồi, không nhận nha. Là nó ra nó kêu luôn đó. Không. Em mình không để nó chơi vậy. Chị chủ cho, chị chủ kêu là chị chủ nói là cái bữa ăn này chị chủ không có thể là tính phi được. Còn nói là tí nữa nhân viên về sớm anh em ngồi ăn trễ vậy là tí anh em tự rửa chén. Alo, bạn nói gì vậy? Ủa là hai đứa rửa đi. Chị chủ không cho. Anh và chị chủ không cho. Nghe là cái sườn nó chị tặng đúng không hay là kêu? Chị tặng hay kêu? Thấy ngon quá chị. Để đàng hoàng, để một là em trả, hai là mua luôn chứ không có nó gạt. Kêu hay là mua xin nói đàng hoàng. Em kêu là chị cái này ngon nè, không biết chị cho hay không. Sao mình có việc cho tụi nó ăn không hay là mình đem về? Ủa cái gì vậy? Em nói thôi rồi mà chị, em đã nói thôi rồi mà. Nói không chị? Cái này là mình tặng đó vậy? Cầm bớt cái này vậy? Mình tặng đó, ăn thử món vip tour đó. Trời ơi, cảm ơn chị nhiều ạ. Cảm ơn chị. Chị tặng nha, cái này chị tặng nha. Chị làm gì vô nữa vậy? Còn cái gì nữa kìa? Chị tặng cái đó là đọc cá lóc, còn này là chả cá hắc lát. Trời ơi. Chị tặng hay sao chị ha? Không. Mình cứ ăn đi mà. Cái này tụi em hổ kêu đúng không? Đúng rồi. Mình cứ ăn ngon miệng được rồi. Trời ơi, làm vậy ăn này ăn trước là không được rồi. Cảm ơn chị. Ăn thêm. Cọc ghê chứ. Mình ăn thêm. Ôi giận rồi. Mình có ăn có chịu anh. Đúng rồi, mình người lớn mà. Nói thiệt với anh đó, hôm nay mà em là đúng thằng có ăn mà không có chịu luôn đó. Em sẽ phụ anh. Yên tâm. Trời ơi, cơm đang ngon quá thì ăn cái bỏ chạy. Hôm nay em có cảm giác em là phạm dịch vườn của xe đét á, anh cứ yên tâm tin vào em. Hả? Em sẽ kiếm tiền dữ lắm. Wow. Hôm nay em có nhiều chiến lược kinh doanh rất là tốt. Wow. Hôm nay em có cảm giác em là phạm dịch vườn của xe đét. Chương trình của tụi em là để nhất muôn sinh, tức là các nghệ sĩ á, tức là mình thường thấy là họ sẽ đóng phim, đóng ca hát rồi này nọ đúng không, nhưng mà hôm nay là họ sẽ tới đây họ làm công việc y như mình luôn và họ sẽ lãnh lương như một người công nhân phụ luôn, không có gì phân biệt hết đó. Thì chị nghĩ là các ảnh có làm được tốt cái công việc này không? Ví dụ như chị cứ đánh giá khách quan thôi, tay chân trắng mặt dơ quen rồi sao mà làm được? Đúng rồi, như tụi mấy anh vậy là chắc không có vô đây, không có thể làm được. Tại cái áp lực ở đây nó nắng nôi rồi nó rồi mưa gió rồi nữa, khó lòng lắm. Rồi nếu mà vậy thì chị nghĩ là nếu mà mấy ảnh vô đây làm á thì chị trả cho mấy ảnh bao nhiêu tiền? Đó, mấy ảnh mà vô đây làm chắc trả cho mấy ảnh lương rất là cao à, tại vì cái người mà ta từ xưa giờ ta không có làm cái ngày này mà giờ người ta vô làm cái ngày này là mình phải trả cao cho người ta. Dạ đây em có một phần quà em muốn gửi tặng chị. Em rồi cảm ơn em rồi. Dạ rồi. Cảm ơn chị ha. Rồi vô quà lên, quay ngược rồi tạm biệt. Cảm rồi cảm ơn em. Anh nghĩ là ai sẽ là người chiến thắng ở trận này? Anh chắc nghi anh chiến lược à? À. Tại vì tiếng lực hơn mạnh mẽ hơn. Chị có coi chương trình này hả? Có. À, pha đuổi chương trình cho hỏi mấy câu nha. Thì được chị trả lời. Có nhau nè. Ơi, có sao chứ có bò xào có gì mua. Mấy lần chị có coi ở ngoài đi hái nho rồi đó. Đi hái mướn, hái táo rồi quá. Thấy hay không? Hay. Thấy mắc cười không? Mắc cười. Thì thường hay coi mấy chương trình đó lắm. Dạ, nhưng mà thấy chương trình này có thực tế không ạ? Đúng là cái này thì nó thực tế rồi. Dạ. Để mình đi giao làm. Nhưng mà thấy mấy anh làm có cực không ạ? Trời, thấy cực lắm luôn. Chị đó trao qua, chị Khánh ổng đi cũng lội với đập sen á. Trời lên, thấy ghê kỹ quá trời. Rồi, còn anh Tiến Luật, chị thấy ảnh làm sao? Chị chưa, không Tiến Luật. Nhưng bữa nay hồi nãy thấy anh Tiến Luật ở ngoài, thấy sao?
phải ngoài theo trẻ hay không ha, không phải chồng theo cứng hơn, phải chồng theo cứng hả? Dạ, nhưng mà ví dụ như hai anh Tiến Luật với lại anh Huy Khánh mà đua thì chị nghĩ là ai thắng? Tiến Luật làm cho lợi Huy Khánh này được, không lợi đâu, không lợi mà. Thấy làm sao anh Huy Khánh làm sao? Ổng trẻ. Nếu mà chị thuê anh Khánh á thì chị dám chị trả cho ảnh nhiêu tiền? Anh Khánh ha, thuê ổng ha. Giờ theo nếu mà thuê trả theo có tiền công nhân ở đây thôi chứ mình đâu có trả lên hơn được. Đúng không? Một món quà để chị gọi là có thể nấu được những món ngon nha. Rồi, ba em tặng chị. Rồi, okila. Okila. Trời no. Dạ. Rồi, cảm ơn nha. Hôm nay chị gặp hai anh nghệ sĩ của chương trình của em và chị thấy như nào? Chị thấy mà thấy vui vẻ, phấn khởi là mấy em nó cũng cũng thấy dễ thương. Mà chị thấy thích mấy em chương trình. Chương trình của em là khó khăn gì? Tiến Lực với Nguyên Khánh. Chị rất thích coi đó. Chị thích hai em. Nguyên Khánh hơn, thích Nguyên Khánh hơn. Nguyên Khánh đóng hài hay hơn, nhiều hơn. Dễ thương nữa. Mà đẹp nữa. Mà trẻ, đẹp. Trẻ đẹp. Vậy giờ chị gửi một cái lời cổ vũ tới anh Nguyên Khánh đi. Chị rất thích anh Nguyên Khánh mà đóng phim nhiều hơn nữa. Nhân dịp chị nhắc tới là Hạt Nêm thì em Hạt Nêm Quỳnh O. Rồi chị cảm ơn chân. Bye bye.